Chào các bác quay trở lại kênh YouTube của Meng Channel. Tiếp tục một clip giới thiệu một mẫu TV của hãng Samsung hoàn toàn mới trong năm 2020. Trước mắt các bác là dòng TV Smart 4K mới nhất của Samsung, mới được lên kệ tại hệ thống siêu thị máy Ecomart. Con này thì có cái mã hàng là TU8500. 43 TU8500 đang bán tại hệ thống siêu thị máy Ecomart khoảng 12.490.000 tặng kèm theo quà. Các bác không lấy quà thì trừ thêm khoảng 400.000, còn khoảng 12.100.000 các bác nhé. Ngày mai thì em sẽ có một clip đánh giá rất nhanh về thiết kế tính năng của cái dòng T8500 phục vụ các bác. Rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách bỏ một giây nhấn subscribe kênh giúp em. Cảm ơn các bác. Như các bạn thấy thì TU8500 của Samsung năm 2020 có cái thiết kế rất là sang trọng và tinh tế. Nhìn tổng thể thì nó có một cái màu đen. Đây các bạn nhìn này, em đã có cái clip review ở video trước là con TU7000, dòng thấp hơn so với cả TU8500 để phục vụ các bác rồi. Và ngày hôm nay thì TU8000 vẫn giữ nguyên cái phong cách thiết kế tràn 3 viền, viền trái, viền phải và viền phía trên. Chân đế giữ nguyên giống với cả của các dòng RU7400 của năm 2019, chân đế chữ V trong chính giữa, thiết kế màu đen và chất liệu bằng nhựa các bạn nhé. Trong phân khúc giá của Samsung, trong phân khúc 43 inch thì giá nó cũng khá là cao, 12 triệu cho một chiếc TV 43 inch, vậy thì nó có những tính năng như thế nào? Trước tiên thì nó sẽ có cái công nghệ Dynamic Crystal Display. Đây là cái công nghệ Dynamic Crystal Display, nó cho cái giải màu rất là trong. Các bác nhìn, em chưa cho chạy video nhưng chỉ là những cái hình đại diện. Là mỗi một video trên YouTube các bác xem sẽ có một hình đại diện, và hình đại diện đó nó sẽ đạt chuẩn hình ảnh Full HD. Thì màn hình của TU8500 nó đã thể hiện rất là chi tiết, trong trẻo và chính xác rồi. Con này thì đã có HDR, có công nghệ Dual LED. Đây là một cái công nghệ đèn nền mới giúp cho cái khả năng hiển thị màu sắc như ánh sáng, nó không bị mất ánh sáng cho cái từng khung hình chuyển cảnh trên màn của TU8500. Thiết kế tràn viền, 3 viền rồi. Và tính năng thì nó sử dụng điều khiển One Remote thông minh. Trên dòng của 8500 thì nó sẽ vượt trội hơn so với cả TU7000. TU7000 thì chỉ sử dụng điều khiển bàn phím thường thôi, không có tính năng tìm kiếm giọng nói, không có tính năng mới của Samsung ra mắt trong năm nay là chính là trợ lý ảo của Google Assistant tích hợp trên các cái dòng TV từ 8100 của Samsung trở lên, 8100, 8005 này các bạn. Con này thì đã có điều khiển thông minh, có tìm kiếm giọng nói và hỗ trợ cả trợ lý ảo của Google Assistant rồi. Nó vẫn sử dụng hệ điều hành TizenOS và giao diện của TizenOS năm nay cũng có rất là nhiều thay đổi. Năm nay thì trên TU8500 còn tích hợp cả tính năng Airplane Mode, là tính năng giúp cho các bác có thể là lựa chọn những cái khung hình, những cái bức tranh, những cái khoảnh khắc để biến chiếc TV của các bác thành một cái bức tranh trang trí trong phòng khách hoặc treo tường. Đấy, trong cái thời gian chờ đợi thì TV không chỉ đơn thuần là tắt màn, mà các bác có thể lựa chọn những khung hình như vậy. Đấy, với các bác treo tường thì biến chiếc TV thành một cái khung tranh luôn, rất là tinh tế. Mã hàng này thì nó là dòng đã tích hợp đầy đủ các cái ứng dụng. Đây các bạn nhìn này, nó tích hợp cả Apple TV, có cả tính năng AirPlay 2 giữ nguyên từ năm 2019. Tức là các bác có thể là truyền tải tất cả những nội dung từ trên điện thoại iPhone của các bác lên màn hình của TU8500 bằng cái điện thoại iPhone rất là dễ dàng qua tính năng Apple AirPlay. Mã hàng TU8500 thì có giá bán 12.490.000, thì một trong những cái phân khúc TV mới nhất đang bày bán tại hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Một số cái chia sẻ thêm về hệ thống cái cổng kết nối trên TU8500 thì qua nhìn này, nó sẽ có hệ thống hai cổng, nó có hai cổng USB, hai cổng HDMI ở bên sườn, có một cổng HDMI ở phía sau lưng, có hệ thống các cổng Compliant và cổng mạng LAN ở phía sau lưng nữa.
Tức là về cổng cái lối thì nó sẽ nhiều hơn so với của TU7000. Là TU7000 thì chỉ có 2 HDMI, 1 USB thôi. Còn thằng TU8500 này, này thì nó sẽ có là đến 3 HDMI và 2 USB. Sử dụng điều khiển thông minh, có tìm kiếm giọng nói các bác nhé. Màn hình thì nó có thêm cái công nghệ Dynamic Crystal Display, có Dual LED. Một số cái vượt trội hơn so với của TU7000 là như vậy. Chân đế cũng thiết kế chính giữa, nó mang lại sự chắc chắn hơn đối với các bác đả chân đế, đả kệ không phải treo tường. Đấy, thì em đã chia sẻ rất là nhanh về dòng TU8500. Rất mong tiếp tục nhận được ủng hộ của các bác và theo dõi thêm những clip em so sánh chi tiết, do là hàng vừa về nên là chưa có thời gian để xem cũng như là tìm tòi thêm những cái chi tiết của cái dòng này. Đấy, rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe các bác nhé.